Tính đến cuối ngày 12 tháng 11, hầu hết các sản phẩm bán lẻ trực tuyến đều thông báo đã ghi nhận sự bùng nổ đơn hàng và lượng truy cập trong ngày độc thân 11 tháng 11. Chẳng hạn, Shopee ghi nhận kỷ lục mới vào ngày 11 tháng 11 tại tất cả 7 thị trường trên toàn khu vực, khi số lượng hàng tăng gấp 10 lần so với mức trung bình. Tại Việt Nam, Shopee cho hay nhu cầu về thiết bị điện tử tăng cao, hơn 8.000 chiếc điện thoại Xiaomi Redmi Note 9S được bán tại sự kiện 11 tháng 11. Sản phẩm thuộc ngành mỹ phẩm tiếp tục bán chạy. Đại diện Shopee tiết lộ, một nhà bán hàng thời trang đã đạt được doanh thu hơn 2 tỷ đồng trong ngày 11 tháng 11. Một sàn thương mại điện tử đình đám khác là Lazada có số lượng đơn hàng trong một giờ đầu tiên của lễ hội mua sắm tăng gấp đôi dịp này năm trước. Trong 2 giờ đầu tiên, người dùng cũng cho sản phẩm vào giỏ hàng nhiều hơn 2 lần so với lễ hội năm 2019. Đã có 20.000 smartphone, 3.000 TV được bán ra trong 2 giờ đầu tiên. Xuất phát từ Trung Quốc, ngày độc thân hàng năm trở thành sự kiện mua sắm lớn nhất trên các sàn thương mại điện tử của nước này. Và khi doanh số tăng chóng mặt cho thấy thương mại điện tử ngày càng trở thành xu hướng mua sắm mới. Thông tin từ Alibaba ngày 12 tháng 11 cho thấy tổng giá trị hàng hóa bán ra gần 500 tỷ nhân dân tệ trong chiến dịch kéo dài 11 ngày, từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 11, tăng 26% so với dịp này năm trước. Trong đó có hơn 470 thương hiệu vượt mức doanh thu 100 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, trên các diễn đàn về thương mại điện tử, nhiều người tiêu dùng phản ánh gặp không ít rắc rối khi canh sale vào ngày 11 tháng 11. Nhiều nhất là những phản ánh về thanh toán lỗi, hệ thống bị treo hoặc phản hồi bị chậm. Tôi canh được một đơn giảm giá trên sàn thương mại điện tử và thanh toán qua ZaloPay, đã bị trừ tiền rồi nhưng đơn hàng vẫn hiện chờ thanh toán. Khi báo cho sàn và ví điện tử thì bên này đá qua bên kia. Ở một sàn khác, mua thẻ điện thoại thì bị treo 24 giờ mới sử dụng được, một người tiêu dùng kể. Một số khách hàng phản ánh có tình trạng người bán kê giá trong ngày sàn thương mại điện tử tung ra chương trình giảm giá, nên bán giá thực tế không hề rẻ, nhiều sản phẩm mua giá đắt hơn so với mua tại cửa hàng.